mới về hoạt động cho vay tín dụng, ngành thủy sản khác vốn, ngân hàng phát triển châu Á ADB hạ dự báo lạm phát của khu vực đang phát triển tại châu Á. Kính chào quý vị, quý vị vừa điểm qua một số tin tức nổi bật sẽ được đề cập trong bản tin tài chính thị trường hôm nay. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. quý vị, thay vì chỉ nêu điều kiện tăng giá tại dự thảo mới đang được lấy ý kiến, Bộ Công Thương đề xuất giảm giá điện khi các chi phí đầu vào làm giá bán bình quân thấp hơn từ 1% trở lên so với giá bình quân hiện hành. EVN có trách nhiệm giảm giá ở mức tương ứng. Nếu giá điện bình quân tăng từ 3 đến dưới 5% so với giá hiện hành và trong khung giá, EVN được tăng giá ở mức tương ứng. Trường hợp giá điện tăng từ 5 đến dưới 10%, thẩm quyền quyết định tăng giá sẽ do Bộ Công Thương quyết định. Còn với mức tăng giá bán lẻ bình quân trên 10% so với giá hiện hành và trong cung giá, Bộ Công Thương sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét và cho ý kiến. Ngân hàng nhà nước vừa ban hành thông tư số 06 quy định về hoạt động cho dài của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Theo thông tư này, các tổ chức tín dụng không được cho dai để gửi tiền. Ngân hàng nhà nước cho biết, thực tế thời gian qua, qua thanh tra giám sát có phát sinh trường hợp tổ chức tín dụng đã thực hiện cho dai để chứng minh khả năng tài chính của khách hàng dai khi đi lao động, học tập ở nước ngoài dưới hình thức dai tiền để gửi tiết kiệm hoặc khách hàng thế chấp sổ tiết kiệm ngoại tệ, dai tiền đồng để gửi tiết kiệm. Thông tư cũng quy định rõ, tổ chức tín dụng không được cho dai để thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận, chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch upcom. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản hướng dẫn ngân hàng thương mại triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản với mục tiêu cung cấp khoảng 15.000 tỷ đồng để hỗ trợ và phát triển cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản. Theo văn bản hướng dẫn, chương trình này sẽ nhắm đến khách hàng có dự án hoặc phương án phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực lâm sản thủy sản. Lãi suất cho vay sẽ được thực hiện bằng đồng Việt Nam và thấp hơn tối thiểu từ 1 đến 2% một năm so với mức lãi suất bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng. Thời gian triển khai chương trình kéo dài đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Động thái này được chính phủ hướng dẫn nhằm tạo động lực mạnh mẽ giúp các doanh nghiệp thủy sản phục hồi và thúc đẩy triển rộng xuất khẩu thủy sản trong nửa cuối năm 2023. 6 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản thu về 4,13 tỷ đô la Mỹ, giảm 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở thời điểm chạy nước rút cho kế hoạch năm 2023, ngành thủy sản vẫn chật vật với rất nhiều thách thức, trong đó lớn nhất vẫn là bài toán vốn, dẫn tới nguy cơ giảm sản lượng, thiếu nguyên liệu chế biến. Sớm tiếp cận được với vốn ưu đãi để tái đầu tư cho nuôi trồng, chế biến là mong mỏi lớn nhất của người nuôi và doanh nghiệp thủy sản trong lúc này. Phóng sự sau đây ghi nhận về thực tế lao đầu khắc vốn của ngành sản xuất tôm trong nước. Thời điểm này rất nhiều hộ nuôi tôm ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng rơi vào cảnh điêu đứng hoặc treo ao hoặc chỉ thả nuôi cầm chừng, bởi giá tôm nguyên liệu đang ở mức rất thấp chỉ còn 70 đến 80 ngàn đồng một ký, giảm 40 đến 50 ngàn đồng một ký so với đầu năm. Trong khi đó chi phí đầu vào vẫn tăng, nuôi tôm không có lãi, nông dân không có tiền để đầu tư cho sản xuất tìm đến vốn cho ngân hàng quá khó, nhiều người phải mua trả chậm, nợ tiền con giống và thức ăn chăn nuôi. Thu hầm này thì trả xin đại lý, trả lại một phần thức ăn, một phần thuốc để giữ lại một cái nguồn vốn để đầu tư tái đầu tư trở lại. Chứ nếu mà trả hết cho đại lý và trả hết cho 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 các nhà cung cấp khác thì bà con hiện tại là trắng tay không còn vốn để tái đầu tư không chỉ hộ nuôi tôm đơn lẻ khó tiếp cận vốn vay ngân hàng dù chấp nhận lãi suất cao mà ngay cả các hợp tác xã cũng gặp khó. Nhiều người nuôi cho biết các ngân hàng thương mại không mặn mà với loại hình nuôi tôm công nghiệp vì tính rủi ro quá cao. Để có vốn đầu tư sản xuất hầu hết các xã viên đều phải dùng tài sản có giá trị hoặc sổ đỏ để thế chấp vay ngân hàng. Nuôi tôm là một cái nghề là siêu lợi nhuận nhưng mà hiện nay nó là siêu rủi ro. Do đó là giấy quyền sử dụng đất là phần lớn nằm ở ngân hàng của bà con chiếm khoảng là 70% rồi. Rồi do đó thì bây giờ mà muốn tiếp cận được vốn thì rất là khó. 6 tháng đầu năm 2023, đơn hàng xuất khẩu thủy sản nói chung và ngành tôm nói riêng đã giảm từ 20 đến 50%, dẫn đến lượng tồn kho tăng cao. Doanh nghiệp thủy sản chịu áp lực nặng nề vì giá xuất khẩu thị trường tiêu thụ sụt giảm mạnh, trong khi sản xuất chế biến trong nước bị gánh nặng các loại chi phí và lãi suất ngân hàng tăng cao. Cầu chế biến sâu cũng như không thể tranh thủ thu mua nguyên liệu để dự trữ cho quý tiếp theo, nguy cơ dẫn đến nhiều hệ lụy khác. Nếu như mà chúng tôi giảm tốc mua thì hoặc là một vài nhà máy giảm tốc mua thì chắc chắn là cái giá tôm nguyên liệu sẽ giảm. Bởi vì hiện nay thì cái lãi suất của ngân hàng cho chúng tôi vay là cao hơn nhiều so với trước đây và nếu mà như mà cái, cái lượng tiền nó không không còn nhiều nữa thì buộc chúng tôi phải giảm cái giảm cái giá mua và giảm cái lượng mua và nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái việc nuôi tôm của bà con từ đây cho đến cuối năm phải giảm lãi suất và tăng nội dung và cái thời gian cho vay nó phù hợp với cái chu kỳ sản xuất của từng đối tượng ví dụ như là khi mà thả ăn tôm thì 3 tháng rưỡi một năm ba vụ mà nếu chỉ cho vay chưa được một vụ thì sẽ rất khó cho các nhà sản xuất và cũng như các nhà xuất khẩu. Cùng với chính sách giảm lãi suất dai và giảm nợ, ngành thủy sản đang rất mong chờ gói kích cầu 10.000 tỷ đồng cho thủy sản nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long sớm được giải ngân. Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, với tình trạng đơn hàng xuất khẩu không có thì thực hiện kích cầu sớm sẽ khiến cho người nuôi thủy sản có tâm lý yên tâm tiếp tục thả nuôi thay vì treo ao trong giai đoạn hiện nay. Giá heo hơi ở khu vực miền Trung Tây Nguyên giảm cao nhất 2.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 59 đến 63.000 đồng/kg, còn khu vực miền Nam 20 tháng 7 trong khoảng từ 59.000 đến 62.000 đồng/kg. Tại miền Bắc không ghi nhận biến động mới về giá. Nhìn chung thị trường giá heo hơi cả nước đang nằm dùng giá tốt, mức giá ghi nhận đang mang lại thuận lợi tốt cho nhà chăn nuôi trái ngược với hai lần kích cầu của chính phủ trước đó, đợt giảm 50% lệ phí trước bạ lần thứ ba này dường như chỉ giúp sự duy trì cho các nhà sản xuất. Thị trường ô tô vẫn ế ẩm, showroom dán khách đến hỏi mua. Tại các đại lý ô tô chính hãng như Hyundai, Kia, Ford, Honda, Toyota, Mazda ở khu vực Hà Nội những ngày qua cho thấy tình hình kinh doanh xe mới vẫn chưa có dấu hiệu sôi động trở lại. Giá tôm đang giảm sâu khiến người nuôi tại một số địa phương của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thấp thỏm lo lắng. Mặc dù năm nay thời tiết thuận lợi không có dịch bệnh, các ao đều cho năng suất cao. Tuy nhiên, giá tôm thẻ chân trắng giảm sâu chưa từng có trong suốt 3 tháng qua, hiện tại đã giảm tới 50% từ mức giá 250 đến 270.000 đồng một ký. Tôm thẻ chân trắng loại 28 đến 30 con một ký nay thương lái chỉ mua 135.000 đồng một ký. Tình tài chính thị trường thế giới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 7, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã hạ dự báo tỷ lệ lạm phát của khu vực đang phát triển tại châu Á, trong bối cảnh giá nhiên liệu và thực phẩm đi xuống, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng được cải thiện và việc tăng lãi suất bắt đầu có tác động, ADB cũng nhận định lạm phát đang quay đầu về mức trước khi đại dịch Covid-19. Trong báo cáo về triển vọng tăng trưởng năm nay, ADB dự báo lạm phát của khu vực các nền kinh tế đang phát triển tại châu Á là 3,6%, thấp hơn so với mức dự báo 4,2% được đưa ra tháng 4 vừa qua. Khi giá cả tại Trung Quốc giảm mạnh, ADB giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 của khu vực đang phát triển tại châu Á ở mức 4,8%. Giới nhận định hoạt động đầu tư du lịch và tiêu dùng mạnh, dù nhu cầu của thế giới đối với hàng xuất khẩu của khu vực suy yếu. ADB cho rằng nếu các nền kinh tế phát triển kiểm soát lạm phát nhanh hơn so với dự kiến hiện nay, những nước này khả năng sẽ áp dụng chính sách tiền tệ ôn hòa hơn, giúp hỗ trợ tăng trưởng của khu vực. Tuy nhiên, ngân hàng cũng cảnh báo xung đột Nga-Ukraine leo thang có nguy cơ khiến giá nguyên nhiên liệu tăng, trong khi hiện tượng El Nino trở lại năm nay có thể gây tổn hại các nền kinh tế. Ngày 19 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay nước này sẵn sàng ngay lập tức quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc nếu tất cả các điều khoản của thỏa thuận được thực hiện và bản chất nhân đạo của thỏa thuận được khôi phục. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moscow đang phải chịu tổn thất vì thỏa thuận này. Theo ông Putin, để Nga quay trở lại tham gia thỏa thuận ngũ cốc thì các điều kiện sau phải được thực hiện, bao gồm khôi phục kết nối ngân hàng nông nghiệp Nga với hệ thống thanh toán SWIFT, nối lại việc cung cấp cho nga các linh kiện phụ tùng máy móc nông nghiệp gỡ bỏ các lệnh cấm đối với các tàu của nga trong dịch vụ bảo hiểm và tiếp cận các cảng khôi phục hoạt động đường ống dẫn Ammoniac từ Nga đến Ukraine, mở lại các tài khoản dịch vụ tài chính đối với doanh nghiệp phân bón của Nga. Nga không quay lưng với thỏa thuận này, nhất là khi xét tới tầm quan trọng của nó với thị trường thực phẩm toàn cầu và nhiều quốc gia khác. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ xem xét khả năng trở lại thỏa thuận ngũ cốc, nhưng chỉ với một điều kiện, đó là tất cả các nguyên tắc mà Moscow đưa ra phải được đáp ứng. Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga sẵn sàng thay thế ngũ cốc Ukraina trên thị trường toàn cầu cả về thương mại và miễn phí, nhất là khi Nga dự kiến có một vụ thu hoạch kỷ lục tiếp theo trong năm nay. Giờ rồi <laughs> là bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.